Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay mình có một cái lá thư gửi đến tất cả mọi người nghe và hiểu được cái nỗi lòng của cái cô gái lấy chồng xa xứ như thế nào. Và cũng đây là cũng là một cái nỗi niềm mà mình mang trong cái những cái thời gian gần bước chân qua Mỹ đến bây giờ. Thì mình có một số câu kêu bằng một số câu nói và một số cái tâm trạng mình gửi vào đây. Tuy là văn chương nó cũng không có được suông lắm, nhưng mà đó là những cái điều mà mang mát trong lòng của mình, và mình muốn đặt vào đây và cũng như là viết lên đây cho tất cả mọi người hiểu được cái tâm trạng của một cô gái mà khi mà lấy chồng xa xứ như thế nào. Thì mong mọi người cùng theo dõi nha. Nỗi buồn cô dâu Việt ở hải ngoại. Ngày đầu đến Mỹ, con cảm thấy lạ vô cùng. Lạ cả không khí, lạ cảnh tình, lạ đường xá, và lạ cả con người. Lạ cách sinh hoạt của từng người, lạ ngôn ngữ, lạ cách đi đứng và ăn nói. Lạ những điều nhỏ nhất như ăn uống con cũng cảm thấy lạ lẫm lắm mẹ à. Lạ cách cư xử, lạ tình thân, giao tiếp cùng với nhau làm cho người con Việt như mình đây cảm thấy thật hụt hẫng. Không biết chạy xe nên đôi khi con cảm thấy lạc lõng giữa phố xá đông người. Nhà ở thì kính cửa cao tường, càng làm con buồn hơn nữa. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ thằng anh hay cãi nhau cùng mình, nhớ con đường hay đi chơi mỗi ngày mà mẹ hay rầy vì con gái đi đêm và tụ tập bạn bè. Nhớ những người thân đôi khi giận hờn vô cớ rồi tự làm lành với nhau. Nhớ những người hàng xóm, nhớ lũ bạn thân khùng điên cùng nhau mỗi lúc buồn. Nhớ nơi xa dù cho có tự tay nấu món ăn mình yêu thích đi nữa thì vẫn không cảm thấy ngon. Đôi khi đó là một cái hương vị quê nhà, chỉ đơn giản là một nồi cá kho khô ăn cùng với cơm trắng mà con cảm thấy ngon vô cùng. Nhưng cũng bao nhiêu món ngon đó con tự tay nấu, con tự nêm nếm theo khẩu vị của Việt Nam. Nhưng tại sao con lại không thấy được cái hương vị mà con từng ăn ở cùng với mẹ và anh của mình? Đôi khi cảm thấy nhớ nhà nhưng không biết phải làm sao. Nhớ người mẹ luôn vì anh em chúng tôi mà cực khổ mưu sinh. Nhớ những lúc đi chơi về mẹ rầy la mỗi bữa. Dù là lúc mẹ con gần nhau hay cãi vã, nhưng được một lúc lại mẹ ơi mẹ à nữa rồi. Tôi thì thích đi chơi nên hay rủ mẹ đi cùng. Hai mẹ con cứ đi mua sắm là hợp ý lắm. Nhớ là vậy, buồn là vậy, nhưng cũng đâu làm gì khác hơn được. Con đường con chọn đi là một mình con gánh chịu. Có buồn, có khổ thì cũng phải cố gắng. Có khổ cũng ráng, vì con hiểu con đâu chỉ có cuộc sống của riêng mình, mà con còn có con trai bé nhỏ của mình. Và gồng gánh trên đôi vai của con là còn mẹ, còn anh. Hai người sống nương tựa nhờ vào con. Thì dù con có yếu mềm đến đâu, có khổ đau đến mấy thì con cũng phải cố gắng gượng dậy. Nên con hiểu được cái nỗi khổ sở này đôi khi không phải là nỗi khổ của vật chất, nỗi khổ của đồng tiền, và nó còn mang nặng trách
nhiệm. Nên dù có mệt mỏi, dù có áp lực cuộc sống, dù đến nơi chân trời mới ra sao thì cũng phải cố đứng lên, đi thật vững. Vì chỉ cần con té thôi là cả mẹ và anh đều đau. Mẹ ơi, đừng lo cho con. Con đủ mạnh mẽ và đủ hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. Dù cho cuộc sống nơi đất khách quê người có làm con ngã thì con cũng sẽ cố gắng đứng lên để đi tiếp và sống thật tốt, để không phải làm cho ba mẹ buồn lòng. Con đi tìm cơ hội cho con và cả cho gia đình mình. Rồi con sẽ về, mẹ đừng lo. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con của mẹ mạnh mẽ lắm, không làm gì có thể hạ gục được con đâu. Cuộc đời này có bão táp phong ba đến mấy thì con cũng cố gắng đứng dậy. Vì con biết khi con ngã, con biết tuy là con cứng đầu, con rất là ương ngạnh khi ở cùng với mẹ, nhưng trong thâm tâm con luôn hiểu phải nên làm gì để cho mẹ không phải buồn lòng, và sống như thế nào để cho mẹ được yên lòng và không phải bận tâm về con quá nhiều. Ngày hôm nay con lên đây con làm video này cũng mong là gửi đến mẹ để mẹ hiểu được, để mẹ hiểu được những điều mà con làm không chỉ là sống cho riêng con mà đó còn là sống cho gia đình và sống cho anh hai nữa. Con biết những điều con làm mẹ luôn dõi theo. Mẹ hãy yên tâm về đứa con ngang ngạnh này của mẹ nhé. Vì chỉ có mẹ và anh hai là điểm tựa tinh thần của con, để con có thể vượt qua sóng gió trong cuộc đời này. Dù đó là nơi đâu, đó là một chân trời mới, có khó bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, và nơi đó không có ai làm điểm tựa tinh thần cho con, thì con cũng luôn mạnh mẽ và luôn đứng lên, không bao giờ để cho mình quật ngã trước bao nhiêu sóng gió, để có thể một ngày nào đó con sẽ trở về bên mẹ và dẫn đứa cháu bé bỏng về thăm bà ngoại. Một sớm nào đó con sẽ về thăm mẹ, mẹ đừng lo nhé. Ký tên người con xa xứ gửi mẹ. Và đó là những nỗi lòng của Minh muốn gửi đến mẹ mình. Tuy là Minh là một cô gái rất là cứng cáp, cứng cỏi trong cuộc sống này, nhưng mà sâu trong tận tâm tâm mình, sâu trong tận tâm tâm mình thì Minh vẫn là một người con gái. Đi xa nhà thì xa đi cái mái ấm tình thương. Tuy là Minh và mẹ Minh không có hòa hợp với nhau, hai mẹ con cứ ở gần là cãi nhau, nhưng mà trong thâm tâm của mình luôn luôn nghĩ về mẹ mình và luôn nghĩ về anh mình. Dù cho cái cuộc sống này nó có khó khăn đến mức nào thì mình cũng không có sợ, mình cũng không có cần những điều đó. Mình chỉ sợ một ngày nào đó mẹ mình già bệnh. Và mình không về kịp, và mình không có thể lo cho mẹ mình được như mình đã từng suy nghĩ, là mình cảm thấy điều đó là một cái sóng gió lớn trong cuộc đời mình, và mình rất là sợ những điều đó. Cho nên khi mình quyết định đi qua đến nước Mỹ này sinh sống và bươn chải trong cái một cái môi trường mới như vậy, thì mình mong là những điều mình làm, dù cho công việc đó nó có cực đến mấy thì mình cũng gắng cố gắng làm. Bởi mình hiểu là trên vai của mình không phải là gánh nặng đồng tiền, mà đó là gánh nặng của một người con, và đó là cũng là một gánh nặng
anh của mình nữa. Vì hả, mình không biết mọi người sống như thế nào, cái quan điểm của mọi người sống ra sao. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình sống, quan điểm của mình là sống vì mẹ, vì anh, và sau cùng là vì con. Thì cầu cho là mình có đủ sức khỏe, mình có đủ thời gian, và ông trời có đủ may mắn ban bố cho mình thì mình có thể làm được những cái điều mà mình muốn, và những cái điều đó mình có thể đem về để khoe với mẹ mình là ờ mẹ ơi, con đã làm được rồi nè. Mình muốn đem những cái điều đó mình khoe với mẹ mình là mẹ ơi, con làm được rồi nè. Những điều mà con nói với mẹ là con đã làm được rồi nè. Tuy là mình có buồn hay là mình có khổ đến mức nào thì mình chỉ gánh cho bản thân mình, chỉ im lặng và chịu một mình, chứ mình không có muốn nói cho mẹ mình biết. Vì mình không muốn mẹ mình phải buồn hay là phải lo lắng cho mình quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay mình lên đây mình làm YouTube cũng được một thời gian, và mẹ luôn nha, theo dõi những video của mình làm. Và mình mong là mẹ sẽ thấy được cái video này. Nghĩ là mẹ mình sẽ thấy được cái video này. Tại vì mình rất là ngại nói chuyện thẳng ha, nói chuyện những chuyện này với mẹ mình. Cho nên mình muốn là nhờ YouTube gửi cái tâm thư này đến cho mẹ mình. Và mong là mẹ hãy yên tâm, đừng lo cho con. Vì khi con đường con đầu tiên con chọn con đường đi qua nước ngoài, xa mẹ, xa gia đình, thì con đã trang bị cho mình một cái tinh thần thép để có thể gánh chịu được những cái sóng gió cuộc đời mà không ai có thể là đứng cạnh bên mình để có thể hỗ trợ mình. Thì con mong là những cái điều mà con làm sẽ không làm cho mẹ buồn, và cũng như là những cái điều con làm á thì cũng mục đích là vì mẹ và vì anh hai thôi. Con mong là con đủ mạnh mẽ và cuộc sống này đủ may mắn để con có thể làm được những điều con muốn, và con sẽ về thăm mẹ sớm nhất trong một ngày gần đây. Thì nếu như mẹ có xem video này, con biết mẹ sẽ khóc, nhưng con muốn mẹ biết về cái tâm trạng của con như thế nào và nỗi lòng con ra sao. Và con mong là mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, để một ngày gần đây là mẹ sẽ đi ra sân bay và đón con và cháu của mẹ về. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây, và cảm ơn tất cả những anh chị nào đó đã theo dõi video. Thì hãy, nếu như thật sự yêu thương mình thì hãy thả cho mình một like và cũng như là subscribe kênh của mình nhé. Và nếu như thật sự bạn cũng có cùng tâm trạng với mình và bạn cũng muốn gửi cái lời nói này của mình đến với ba mẹ mình, thì các bạn hãy chia sẻ và tag tên người ba người mẹ của mình để thay lời muốn nói đến những cái bậc sinh thành, cũng như là những cái điều nào đó mà các bạn không dám nói, các bạn không dám tự tay mình nói, thì hãy chia sẻ và tan tên ba mẹ mình vào. Vì đôi khi một cái lời xin lỗi mình có thể nói với bất cứ ai, nhưng mà đối với người đấng sinh thành của mình thì mình chưa bao giờ mình dám nói. Vì mình cảm thấy như là mình nói những cái điều đó là nó rất là kỳ. Giống như mình này, mình chưa bao giờ mình dám thẳng thắn đứng trước mặt mẹ mình và nói là ờ mẹ con yêu mẹ, hay là ờ mẹ ơi con làm đó là vì mẹ. Mình chưa bao giờ nói, mình chỉ làm, mình chỉ âm thầm và làm những cái điều nào đó mà mình suy nghĩ cho gia đình mình và suy nghĩ cho mẹ mình thôi. Chứ mình chưa bao giờ mình dám thẳng thắn ngồi trước mặt mẹ mình mà nói những cái điều mà mình suy nghĩ, hoặc là những cái điều mà mình muốn làm cho mẹ mình hay là anh mình. Mình chưa bao giờ mình nói. Thì thông qua video này mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem và cũng như là đồng cảm với mình.
trong cái thời gian Minh làm YouTube thì một con người mà nó có nhiều cái nỗi buồn thì họ sẽ dùng những cái nụ cười và những cái điều mà người ngoài hay chửi là xàm để có thể che đi những cái nỗi buồn đó, để có thể đủ sức mạnh để có thể vượt qua những cái sóng gió trong cái cuộc đời này. Vì có một số người là họ đủ can đảm, họ nói lên những cái điều buồn phiền trong lòng mình. Nhưng mà các bạn lớn lên các bạn sẽ hiểu là mình càng lớn là mình sẽ càng không muốn nói cho ai biết nhiều về cái nỗi đau của mình. Vì khi mà các bạn nói những điều đó thì có người họ sẽ đồng cảm với mình, nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều người họ cười vào mặt mình. Thì thà mình giấu trong lòng, mình không nói với ai hết, để cho họ, thà họ nói mình xàm còn hơn là họ biết được nỗi đau của mình. Đó là những cái điều mà khi mình lớn lên là mình sẽ như vậy. Còn nếu như mà mình mới mười mấy 20 tuổi thôi thì mình cảm thấy những cái điều người lớn họ làm rất là khó hiểu. Đó là những cái tâm trạng của những người đã trưởng thành và những người có nhiều nỗi đau mà họ muốn che giấu đi, thì họ sẽ dùng cái vẻ mặt một chú hề, chính xác là một chú hề, có thể làm cho 100.000 người cười nhưng mà chỉ một mình người đó khóc thôi. Họ chỉ khóc khi mà họ ở một mình, nhưng mà khi họ gặp người đối diện thì họ muốn làm cho người đối diện cười để có thể họ có thể hưởng được từ cái niềm vui của cái người đối diện. Khi mà cái người đối diện họ cười thì họ cũng sẽ cảm thấy vui hơn và họ sẽ thấy quên đi những cái nỗi buồn trong lòng mình. Mình sẽ chấm dứt video tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video cùng với mình. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đăng ký subscribe kênh cho mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.